Xin chào quý gia chủ, hôm nay Đồ Đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu về sản phẩm tượng Đức Phật Di Lặc. Tượng Đức Phật Di Lặc được khảm lên người 5 kim loại vàng, bạc, đồng xanh, đồng vàng và đồng đỏ, thêm vào đó là dòng chữ Hán với đường nét uyển chuyển. Ngoài ra còn có biểu tượng cánh rơi kết điệu. Chiếc áo được phanh tả sang hai bên, cho thấy rõ phần bụng tròn căng của Đức Phật. Người nghệ nhân đã khắc họa biểu cảm sinh động trên gương mặt Ngài Di Lặc. Ngài có gương mặt đầy đặn, nụ cười phúc hậu. Ánh mắt Đức Phật mang đến cảm giác bình yên. Hàng chân mày của Ngài cong như cánh cung, trên trán có chấm bạch hào. Hai cánh tay của Ngài vươn lên cao và đỡ lấy thỏi kim nguyên bảo khổng lồ. Đặc biệt, mặt chính diện được chạm 4 chữ kim ngọc mãn đường. Ngoài ra, Đức Phật đeo tràng hạt lớn trên cổ, nó được gắn miếng ngọc với chữ phúc thư pháp ở chính giữa. Kim ngọc mãn đường là một câu chúc kinh điển, nó có ý nghĩa là vàng ngọc đầy nhà. Hình ảnh này cho thấy rõ sự sung túc, dư giả. Không những thế, tác phẩm cũng gửi gắm lời chúc phúc, mong muốn những điều bình an, thuận lợi sẽ đến với gia chủ. Hình tượng Đức Phật thể hiện cho sự an nhiên, lạc quan, luôn hướng về chân lý, tấm lòng bao dung quảng đại. Đồ Đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.